Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm bữa mình đã làm những cái video để hướng dẫn mọi người cách để làm xe, làm máy bay. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách để kết được một ngôi nhà ống hút nhế này, cực kỳ đơn giản và hiệu quả luôn. Rất là nhiều màu sắc và rất là dễ làm. Thì nguyên liệu chính của mình vẫn chỉ là ống hút thôi, thứ hai là kéo, thứ ba là keo nến. Thì đó là ba nguyên liệu chính ở bất kỳ sản phẩm nào từ ống hút mà mình đều chuẩn bị trước. Tiếp theo đó là mình đã chuẩn bị một cái miếng đáy như thế này từ trước. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sẵn ở trên cái ngôi nhà mà mình đã kết sẵn luôn. Có chiều ngang như thế này là 20 mà chiều dài như thế này là 22. Cái phần tường như thế này, có chiều dài từ đây qua đây á là 18 mà chiều cao như thế này là 14. Mái thì tùy màu các bạn chọn, còn mình thì đã kết rất nhiều màu sắc như thế này để trong ngôi nhà nó được sặc sỡ hơn. Tiếp theo là chuẩn bị hai miếng giấy cạc tông như thế này, các màu sắc thì các bạn tùy chọn, còn mình đã chọn màu xanh đen như thế này để trong ngôi nhà nó nổi bật hơn. Thì các bạn cùng mình làm nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ kết cái phần thô của ngôi nhà lại trước, sau đó chúng ta sẽ kết mái và những phần phụ xung quanh. Thì cái phần đáy của ngôi nhà hồi nãy mình giới thiệu là ngang là 20 và dài là 22. Thì cái phần này á, nãy mình đã chuẩn bị, cái này nó dài hơn một tí xíu. Cái này dài khoảng chiều dài từ đây qua đây khoảng tầm 24 nha các bạn. Để cái phần đằng trước nó được đẹp hơn. Bây giờ chúng ta cùng kết nhé. Mình sẽ kết cái phần thô như thế này trước. Những cái phần kết như thế này thì hồi hôm bữa những cái clip trước mình đã hướng dẫn các bạn kết rồi. Nếu như mà bạn nào chưa biết cách kết thì xem lại cái clip mình làm đèn trung thu thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn cái cách mà mình kết được những cái tấm như thế này. Cực kỳ đơn giản luôn. Mình sẽ hoàn thiện cái phần khung như thế này trước, xong đó chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần mái. Đây là mình đã kết xong cái phần khung của ngôi nhà nó như thế này. Một tí xíu nữa thì đợi nó khô hẳn thì mình sẽ cố định nó xuống như thế này và chúng ta sẽ bắt đầu lắp cái mái của nó. Và mình sẽ cố định luôn. Sẽ cố định cái phần ngôi nhà này xuống. Mình sẽ giữ cố định như thế này cho nó khô. Sau đó chúng ta sẽ lắp phần mái. Khi đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn như thế này rồi thì các bạn chỉ mất khoảng tầm 10 phút để kết xong một cái ngôi nhà như thế này thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ kết cái phần mái. Các bạn giữ cố định như thế này một mái để cho nó
nó dính trước, xong rồi chúng ta sẽ gắn cái máy thứ hai. Đây, mình sẽ giữ cố định như thế này để cho nó thật là khô. Đây là mình đã hoàn thiện cái mái của ngôi nhà nó như thế này rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần cửa và phần cửa sổ đằng trước như thế này. Đây là một cái phần mà mình đã kết sẵn để làm cái phần cửa sổ hông một bên như thế này. Giờ mình sẽ kết vào luôn. Đây là phần cửa sổ hông mà mình đã kết. Bây giờ chúng ta sẽ làm mái như thế này. Mình đã chuẩn bị sẵn hai miếng như thế này rồi và chúng ta sẽ cần kết cái mái nó lại thôi là xong. Ta sẽ kết cái phần bên này nữa. Đây là mình đã kết xong cái mái của cái cửa sổ bên hông như thế này. Tiếp theo mình sẽ gắn cửa. Cửa thì mình đã chuẩn bị một cái bì cạc tông màu xanh như thế này. Mình đã gắn ống hút sẵn từ trước rồi. Bây giờ mình chỉ kết lại thôi là xong. Giữ cố định lại. Tiếp theo mình sẽ nhấn cửa chính. Đây, cái phần cửa chính của mình. Đây là một cái phòng nhỏ riêng, nó sẽ có một cái cửa sổ riêng như vậy. Chúng ta sẽ trang trí một cái vòng tròn ở trên này để cho nó đẹp hơn. Và đây mình đã hoàn thiện xong một ngôi nhà như thế này.
Nếu mọi người thấy thích hãy like, share, subscribe kênh YouTube của mình để xem thêm nhiều cái clip mà mình hướng dẫn mọi người làm những cái món đồ vật từ ống hút hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.